Trời ơi, tao làm chưa? Vô. Ê, không có chơi chích lò nha, không chơi chích lò nha. Chiếc lõi gì trời? Không Ok, xài cái vô. búa. Ui, Ok, nhìn vô. nhìn nó đúng hồng hồng lè Ồn, luôn á. ồn. Cái kia Chưa? đâu rồi? Vô đây. Rồi, Vô vô. đây. Rồi, ba. Cần... Vô đây, vô đây. Bá vô Ui trời! mà Gì trời? Chơi gì mà? lọt nút. Anh đánh em thử số đâu nè. ồ hết rồi đánh được không? Ở đấy à, cái này nhảy lên là không bị nhá, cái này là ấy, nhảy lên là sẽ không bị rơi xuống nữa. Hả? Ước gì cái búa đó đổi một trái tim hai tờ ra, Cái gì cơ? trái tim hai tờ ra Lấy cái búa này á. đúng Ui, một ý trái là đi tim. anh chị em đi á. Wow. Wow, tiền ra tao múc Thẳng luôn tay dữ cơ. ha. Cái hình như cái trái tim này nghe bảo là mạnh lắm này. Đúng rồi. Em thì Ui, cũng có xương xương nhưng 5 cái à. nhưng mà cái này có cái công dụng gì nha, quên mất bố rồi. Thử không? Mang anh để ở ngay cái thanh Thành thanh 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 nóng đi, hotspot đi. rồi. Rồi anh đứng yên đó. Anh tới số của tôi rồi. Là sao? Anh thấy anh có mất máu đâu. Có mà, mất đầy máu luôn á. Tệ chứ cái giáp này phải giật quá. Còn mất máu mà. Ui, có hồi phục đấy. Nhưng mà hồi phục. Ê, ê, chết 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 Không chết nha. rồi đâu, hồi phục 4 lận. À, ừ, đây, bắt đầu hồi lên, đây, bắt đầu hồi lên rồi. Lại 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 lại. Đấy, Đây, full, chết đi, lại chết full tiếp rồi đi, đấy. chết tiếp đi, chết Cần tiếp đi. thêm một tay Có nữa không? Thêm. có. Quái trưởng. Ôi, chết 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 nha, chết nha, chết nha, chết nha. Không chết được đâu, không chết được đâu. Nhưng mà cái này đến hồi phục xong nó chém nhanh quá nó vẫn chết nha, chứ không phải là không chết. Là hồi trước Nhưng vanh mà tống ít cái ra nó đấy hả? xịn. Hồi Đúng trước. vậy. Ồ, được 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 Chích được được. lõ của banh MC mọi người. Chỉ cần cầm nó ở hot spa là được đúng Đúng. không? Ok, ngon. Cho nhỉ, con nhỉ đánh luôn nè. Rồi đánh đi em. Cái gì ấy? Đánh đi Cái gì em. ấy? Cái gì ấy? Đánh đi. Tình yêu à? Ui, tình yêu, nghe như tình yêu. Vãi chưởng. Tôi yểm bùi yêu lên bạn rồi, bạn đánh tôi Rồi đi. luôn. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu loi một nơi. Ha. Anh yêu hay tôi. Cái gì ấy? Ủa? Gì hay ấy? Ảo rồi đấy. Đừng ra vứt tí rác nữa. Khó nói, khó nói. Cảm ơn ông ơi, nhà trong hộ con rồng nha, À cảm ơn dạ, ông. dính rồi đó. Cái gì Ủa? anh? Cái đấy cái gì vậy? Cái kẹn của em á. Ui. Ui. Ok. Trời ơi, giọng nó khạc kìa. Trời ơi. Ê. Hay quá. Trời ơi. Thế mà đừng gắt thì chịu rồi. Thật vô nghĩa. Thật vô nghĩa. Ồ, có mấy gốc cho cái kia chưa? Nhiều đấy không? Cay thật đấy chứ. Không, em không cho nữa. Đánh em rồi, nếu không Đúng cho nữa. rồi, đúng rồi. Nè. Cậu bạn ngốc vừa cho anh cái xịn xò lắm, đang định bảo là thấy cho đợi Dory vào cho Dory, mà bây giờ Dory đánh cậu bạn ngốc, cậu bạn ngốc không cho nữa. Gà chuồng gà. Là cái Anh món này nghĩ nhá. bảo em là đánh gà mái mà. Không hề, lúc đầu bà đánh tôi bà không hỏi. Cái này đó là cái Đâu? gọi là khi em xuống máu ấy, gọi là sao cậu bạn ngốc nhỉ? Khi xuống cái ngưỡng máu Càng nhất thấp định ấy. máu thì nó hồi phục càng cao. Đúng rồi, càng thấp máu hơn càng cao. Thế bây giờ như kiểu vanh MC đó. Em là test còn gì nữa. Ồ. Nhà vào đánh ta đi. Đánh lia lịa vào thoải mái. Thề mới đi sửa giáp gặp quỷ đu đi gì nó chứ ghét thiệt á. Ôi trời, kìa em sống ăn ở sao người ta ghét rồi kìa, chết dở rồi. Chém mạnh vào liên tục vào. Đúng rồi. Đó rồi, lại hồi phục này. Ui, ôi nhưng vẫn chết nha, vẫn chết nha. Chết. Ủa cậu gốc ơi. Nó hồi phục chứ nó có bất tử đâu. Nó hồi phục, ý là nó vẫn hồi phục được mạnh á. Thôi cũng được. Chắc là do Dory khỏe, Ủa? kiếm Dory mạnh. Ờ, thế cái anh kia thoát ra chưa ta? Anh Ủa, mới nào? kiểm tra không? Anh Cái anh nào? chuột ấy. Chắc là có, phải là qua phải thẩm tra lại chứ. Em sang xem bên đấy còn không? À, đã on đâu mà. Thôi, tôi về tôi enchant nốt cái kia đã. Dạ. What the hell? Mày khó nghe cậu bạn ngốc. Dạ là sao? Cái ngon Ew. cứng. Uầy. Bậy nha.
Ôi em có cái này hay lắm nè. Cái gì nữa vậy? Em nhiều đồ hay lắm. What the? Cái gì đấy? Ender Dragon. Ê nhưng mà tính ra mình chưa đánh ảnh Ender Dragon nha mọi người. Quánh nó chi anh? Hà mình không đánh hả? Kiểu nó classic quá đúng không? Ai... Mình không có nuôi rồng Dragon Mao á, mình đánh nó làm gì đâu. Thôi. Cho nè. Đâu? Phép thực win. Enchanted. Nè. What the fuck? Ê! Trời ơi cái này kiếm đâu ra ấy? Trời ơi ông đang kiếm ra nhiều đồ chơi hay vậy? Trời ơi bay này có tí à. Cái này làm phép này hơi yếu của mấy ngốc à. Ừ phép này hơi yếu. Bay thêm đi anh. Không. Bay thêm đi anh. Có 2 giây. Không phát sáng. Ôi cũng được. Nhìn cái món đồ nhìn xinh. Nhìn giống kiểu light stick của mấy ngốc ạ. Light stick mới mua đó. Light stick của G97 đúng không? Không. Ôi cái gì tân dead worm cái gì đây? Cái gì mà áo bùa tân đét? Ôi có tin dữ. Dữ gì? Anh chuột tổng thoát rồi. Người ta đã on đâu mà tẩu thoát trời. À ừ gì? Quá. Cờ quá. Hay quá, người ta chưa có on. À em làm cái cổng ở đây nè mọi người. Nhưng mà em thấy ở đấy bị đập block rồi. À Occident đập được nữa hả? Đúng rồi. Rồi luôn. Chắc có người cứu. Chắc có người cứu mà thôi không sao em ơi. Thì mình khỏe mà bọn mình gọi là VIP Pro mà sợ gì em. Bây giờ có thanh niên qua đây là chiến luôn chứ cần. Với cây sáo này thì em bá chủ. Cái gì? Đó anh đánh đi tiếp đi. Anh đánh em đi. Nè anh đè đầu anh đánh đi. Nè háo giáp nè. Đánh đi. Đánh đi. Cầm kiếm chém đi. Ê kêu có người rồi nha. À thế à? Bắn đi. Đu. À cái này là người ta mê hoặc hả? Đúng rồi. Đúng kiểu vậy. Yêu ấy. Nhau được đúng, kiểu bị bỏ bùa yêu ấy. Oai. Nhưng mà hiệu ứng đẹp nhờ. Có hiệu ứng đẹp nhờ. Kiểu ngay đi. Tim. Ủa đâu rồi? Tân ơi cho cửa chơi. À. Ủa con này cửa được hai người hả? Trước chơi hôm nay mà sao giờ chưa cho cửa là sao? Ý là cho cửa chung với xuống unlock đi. Không có cái cây vô người luôn. Ê nhưng mà có dòng tôi đâu rồi? À đây nó nằm đây. Nè em cũng có thêm cái light stick nè. Cho nè. Đâu, cái light stick gì vậy? Why, sao nhìn light stick này nhìn lạ quá à? Cái gì mà light stick là Makara? Maraka. Đánh dòng liên tục kìa. Anh nói chuột phải đi. Là light stick dữ chưa? Cái này em cứ kiểu cái lắc ấy. Uầy, anh cổ vũ Dory hả? Uầy. Ồ, cái này để em nhảy à? Thôi mày lắc mày. Rồi em lắc xong anh nhảy. Marakachi. Ôi em nói rồi không cho Dory cái con trái tim đâu nha. Mọi người tự cho, em không rảnh. Là nhảy chưa anh? Nhảy đó em. Đây cái điệu này này. Đó. Nè lắc đi tôi nhảy nè. Đây là Michael Jackson đang moonwalk nha mọi người, đang moonwalk nha. Cái gì bắt thì mày cầm kiếm mày đuổi tao mày ác kìa. Cái gì đây? Ok bạn ơi, thì nãy giờ mình đã kiếm được đủ những cái gọi là dòng enchant cần thiết cho cái búa ấy mọi người ơi. Và đây, đó, chúng ta sẽ có quét cạnh nè, quét cạnh sắc bén và gây cháy mọi người ơi. Ba dòng này là đủ ok rồi, trong đây là có gọi là chậm hỏng nè, chậm hỏng và chậm hỏng hết rồi. Còn cái sửa chữa thì mọi người tự ép sau, kệ mọi người, mình giúp nhảy thôi các bạn ơi. Gì ạ? Wow, nhanh dữ hả? Điên cấp đâu ra vậy mà nói. Điên trộm thì chả nhanh nói xong câu nghe cảm lạnh luôn á. Ok thôi, đấy là chung là từng này chắc chắn là thừa rồi. Nhưng mà sao lại trộm ở chỗ người quen, em thì lại đồng mà. Trời ơi, trộm chỗ người quen luôn ạ. Rồi ok, chắc từng này là thừa luôn rồi á. Để xíu làm nốt cho mỗi người một cái dìu nữa là lên đường nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy? Ủa mọi người. Đi đào le được like em ơi. Khoan. Lại đào neo rai. Đi ngon cứ. Ủa em không đi thôi. Cái gì vậy? Mắc gì? Từ. Con Night Fury ở đây đâu? Nó nở rồi mà. Không ai chăng à. Rồi luôn. Night Fury đâu? Nãy giờ tôi đi đổi rồi tôi không biết. Không phải con này. Tất cả tại Dory. Người ta lớn rồi. Đủ lông đủ cánh. Không phải con này. Tất cả tại Dory. Ok, chúng ta sẽ đến với cả những cái đầu tiên nhé, mình sẽ ép từng cái một nhé. Em phá nát chỗ này rồi. Chứ bây giờ mà enchant một thể nó sẽ bị gọi là kia quá, bỏ cầm hết một thể nó sẽ bị gọi là nhiều quá các bạn ạ. Ừ, rồi đầu tiên sắc bén, yo, sắc bén 5 này,
Tiếp theo gây gây cháy. Rồi tiếp theo nữa là quét cạnh nha bạn ơi. Ui nhiều dòng phết đấy chưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần một đống đâu đấy khoảng 3 cuốn tôm các bạn ạ. Ở 3 cuốn tôm me. 4 cuốn đi. Ờ cái 3 cuốn thôi. Rồi ok. Trải lên này và đúng. Rồi, đầu tiên sẽ là quét cạnh. Tiếp. À chết nhầm. Tiếp theo là ui. Cái này là Weatherman này sắc bén 5 cho thêm cộng 1 nó lại thành sắc bén 4 các bạn ạ. What the fuck? Cái này quét cạnh 4 thì đúng rồi. Gây cháy này. Gây cháy 3 đúng rồi. Ua. À sắc bén 6 bạn ơi, nhầm sorry tôi bị ngu bạn ơi. Sorry. Đùa. Ok. Rồi ok. Thế là chúng ta đã có đủ sắc bén của nó nha mọi người ơi. Nãy tôi bị hoa mắt rồi các bạn. Nãy tôi bị hoa mắt rồi các bạn ạ. Rồi, đổi này là cái gì nhỉ? Thôi, hình như là không đủ để đổi tên đâu các bạn ạ. Chắc không đủ đấy. Mà thôi, tôi sẽ để nguyên đi. Mọi người thích đổi gì thì mọi người tự đổi sau nhá. Ok. Rồi, xong một cái bạn ơi, xong một cây búa này. Cây này có hình như là còn có nhiều được. Dòng hơn của mình các bạn ạ. Thật đấy. Rồi, một con thì bay trên, con rồi, rất okay. Dưới. Chúng ta đã có được hai cây búa siêu xịn sò các bạn. Đó. Rồi, đến cây tiếp theo. Trời nào ơi ta? Bạn ơi. Kiếm đống gọi là cái Asian tôm này cũng hơi cực đấy. May mà có sinh vanh MC. Nè con này mắc cam nè, lẫm không? Rồi. 1 2 3. Ok. Ép tiếp. Quay, hết cấp. Đây. Gì chứ bây giờ cấp đơn giản có Dorilo mà các bạn. Mình sẽ cho cái này vô. Cái này là có chậm hỏng quét cạnh 3 này. Cho rồi. Ok. Nó là có quét cạnh 3 rồi thì cho là mình không cần ép quét cạnh vào nữa các bạn ạ. Đây chỉ cần sắc bén đây này. Đó và gọi là gây cháy. Ua. À đây gây cháy đây các bạn ơi. Ok. Đó. Chỉ cần hai cái này thôi. Cái còn cái này là có quét cạnh nha các bạn ơi, thì không cần nhá. Ok, cho tôm xuống. Và chúng ta sẽ cho cái búa vào đây. Đầu tiên là gây cháy 3 này. Rồi. Tiếp theo sẽ là sắc bén. Ok. Thôi hơi mất thời gian ở cái khoản là mình phải kia các bạn ạ, mình phải dùng cái kinh nghiệm ấy. Đó. Đây là chúng ta đã có ok, đồ rau có chấp hỏng nha các bạn ơi. Thế cũng được rồi. Nói chung những cái dòng cơ bản là được rồi các bạn, những cái dòng tím cơ bản này thôi. Chứ bây giờ mà để ép hết thì thôi mình hơi lười các bạn ạ. Ok, chúng ta có 3 cái nha, còn 1 cái nữa thôi các bạn ơi. Còn một cái nữa thôi. Ok. Cho này vào đây. Ui, còn đống XP tôm thừa này. Bây giờ sách thì mình cũng một đống rồi. Nên là thôi. Đấy, đến cái cuối cùng bạn ơi. Yes sir. Và 3 cái này. 4 cái đi cho nó thừa. Rồi. Ép mấy dòng cơ bản vô. Cái này lại có. Ui, chết rồi. Đây, chậm hỏng sắc bén. Cái này có chậm hỏng với sắc bén các bạn ạ. Nên là mình vẫn phải ép đủ 3 cái cuốn kia vào. Đó chính là quét cạnh là 1 này. Rồi, gây cháy là 2 này. Ồ, Ripper lắm thế. Sắc bén là 3. Uầy, không biết cái này. Từ từ nha. Sắc bén. Ok, đủ rồi. Nãy mình tưởng mình quên gọi là... đúng phạm. Bỏ sắc bén này chứ. Xong rồi. Rồi, ok. Sửa đồ xíu thôi mà. Đây là có sắc bén này. Ok, đủ rồi này. Tiếp theo. Lắc qua. Quét cạnh này. Cái gai hình này sửa hơi mệt đó nha. Đúng rồi. Còn cái cuối cùng mà chúng ta đã hoàn thành xong một đống búa của chúng ta mọi người. Yes sir. Chậm hỏng 4 mà nó vẫn hư nhanh còn mà. Còn mấy cái cuốn hiểu là chậm hỏng cái này có chậm hỏng thôi. Còn sửa chữa thì hay là mình ép mọi người luôn sửa chữa không nhỉ? Cho nó đủ bộ cái các bạn nhỉ? Everlasting lẻ gì ta? Rồi. Ok thôi. Nói chung là ở bên mình có nhiều con sửa chữa lắm các bạn ạ. Thế là mình đổi sửa chữa rồi nha các bạn. Ok. Bạn thấy chưa? Trời ơi. Cái ngu bị gì mọi người ơi. Siêu xịn sò. Trời ơi, tôi đang gọi là không có bật mic để tôi đi làm xong cái kia. Làm xong cái đủ bộ gì nhỉ? Đủ bộ búa, cái bộ rìu này để tặng cho mọi người. Chứ có gì đâu mà. Rồi ok, qua bên kia tiếp. Lấy sách đã. Hết mất búa sách đâu rồi? Ok, sách lại một đống rồi lại hết rồi. Từ nha, tôi lại tìm lại sách mất. Tôi lại vứt đống sắt đâu rồi các bạn ơi? Yeah. What the hell? Đây, sách đây. Ok. Qua đổi 4 cuốn sửa chữa bạn ơi. Let's go.
Sửa chữa thì rất là nhiều các bạn ơi, sửa chữa đây. Nhưng mà nó hơi đắt xíu rồi các bạn ạ. 1 2 3. Hình như là mình có chưa có cuốn nào có sửa chữa hay sao ấy. À đây có cuốn rồi, chỉ cần 3 cuốn đấy. Ok các bạn ơi. Rồi nha. Qua bên kia ép nữa thôi là xong rồi. Ok. Rồi, bây giờ ta sẽ anh cũng hơn. Ok. Không phải cũng hơn. Khao. À, cái này có sắc con gái không giờ bằng trai. Chưa, cái này sửa chữa. Nhặt sửa chữa. Ô cái này thì đang ngon hơn nữa các bạn. Lầy. Cái này có sửa chữa. Giờ đo thử biết rồi. Ok, chậm hồng sửa chữa. Đó thấy chưa? Thấy dài hơn chưa? Hơn. Đây này. Xong rồi các bạn ơi. Mấy anh bị gì giật giật vậy? Tôi đang đây. Đang put to talk. Đó thấy chưa? Dài hơn rõ ràng. Rồi. Thì chúng ta đã hoàn thành một đống búa. Đây các bạn xem này, gây cháy 3, sắc bén 6 và quét cạnh nha bạn ơi. Chậm hỏng thì thôi không cần đúng không bạn ạ? Chậm hỏng có sửa chữa mà lo gì nữa. Cái nào nhiều dòng nhất thì mình lấy. Cái này thì mình lấy giữ của mình này. Rồi ok. Cái này mình sẽ cho mọi người nha. Ok, hiện tại đang có 3 người ở đây, đủ rồi đấy. Wow, nói chung là cần rất là nhiều cái uốn Asian tôm cũng như là mấy cái chưa các bạn. Đây mọi người ơi. Mọi người. Mọi người anh sẽ ơi. Cho tôi có món quà này dành cho mọi người nè, đó chính là cái này ai cũng biết rồi. Mỗi người một cây. Đó, cho nó xịn sò. Yeah. Rồi, ơ chín rỡ rồi. Đây, mỗi người một cây đấy nhá, mỗi người một cây. Lại nhặt đi. Inchan giống nhau hết nhá. Sắc bén với cạnh nghề trái. Trời ơi, người ta ép full hết rồi, xịn sò. Chẻ ra đây, chẻ ra đây. Ok chưa? Thiếu gì đây. Đứng lại. Làm gì thiếu gì, thiếu nhặt thôi, nhặt tự ép đi ba. Trời ơi. Đắc quý bên lộn gần nhặt. Trời ơi. Ủa, ép cơ bản. Ủa, cái gì vậy? Đánh nhau tùm lum rất xuống kia ảo rồi đấy. Tình yêu được nhau. Nè, con này mắc cam này biết không? Đâu? Ờ. Uầy. Con này nhìn có vẻ đẹp nữa. Ừ. Nhưng con mà nó màu đen. Mắc cam thì chưa ai có. Không quyền công dân. Thôi để con này đây nuôi luôn đi cậu mấy gốc. Ờ con này đã thuần chưa vậy? Băng ơi, con nào anh? Chưa thần con nào? Bốn con là với một rồi. Dạ đây. Ồ. Uầy, con đấy. Cậu mấy gốc lấy cái con kia chưa? Lấy con màu trắng chưa? Em mà lấy được rồi thì nó đâu có nhiều như này. Ủa con thằng đâu ơi? Gì vậy? Anh ơi, anh bắt con kia giùm em cái. À, còn... anh đâu có đồng đâu. Hả? Anh... Gì dễ ổn không ba? Đồng nói gì vậy? Mày giờ có trẻ không? Nói một điều. Ôi giời ơi. Dạ lên. Anh thì ngô. Gì? Anh tin tranh giành đồ với em. Ủa em lấy hai búa người ta rồi, em cầm gì em cầm hai cái chứ hả? Thì tham em hai tay phải cầm hai cái chứ. Thôi một tay em cầm. Lại còn tranh giành với trẻ con nữa. Tay yếu tay mạnh mình đòi cầm hai cái. Này con quỷ con gì? Tôi không chấp nhận đấy là trẻ con. Ủa? Trẻ đây, trẻ lên. Trẻ lên. Có thể giống con của tôi ấy, không phải. Thế là tôi bị mất con rồng rồi. Chả người ta đi chài ơi em rồng ơi. Rồng học bơi nữa khổ thiệt á. Trời ơi chịu trẻ không? À. Không trẻ. Trời ơi chịu trẻ không? Nhanh lên. Em à với cây kiếm của ta sắp gãy à chả gì vậy Dori cầm hai đòi cầm hai cái búa trời ơi hai cái búa em có lấy được hai cái anh lúc thì rồi thì thôi cho Dori cầm đi rồi mốt khỏi cứu Dori nữa đúng rồi quên mất thôi cầm luôn đi cầm đi chả gì cho luôn á không cần đâu rồi dối rồi tân dối rồi không chết dở em xem như nào bây giờ tân dỗi rồi cảnh sát rồi không đi bảo vệ em nữa rồi em bị nhâm ta nhâm à không cần ta không cần ta cái gì á rồi luôn lái xe hoé hoé đi luôn rồi xong luôn dỗi luôn đồng minh luôn năn nỉ gì trời năn nỉ đi trời ai xin lỗi mà em trả đi không. Rồi đây bây giờ em cứ vứt vào người nó tự nhặt à. Làm gì lâu vậy bà nội làm gì lâu chứ làm nhanh gọn lẹ lên chứ thôi tao nơi nhặt đi còn đi đào nail rai nè ui quả búa quá sao đã tạm thời the tạm thời the có cúp không cúp nhầm sorry Dori. Em đi lấy cái cánh thì anh sẽ trao con tim của mình cho em. Hả? Hả? Tim màu xanh. Cái gì vậy? Có cần không? Ủa, nãy tưởng cho rồi.
có cho thì... đâu à, anh nhìn mưu mô lắm. Có cắn thì có tim, ăn thì em không thèm, em thấy đi nhau. Ờ thế thôi nhá, tạm biệt đào thôi. Đâu ủa liên quan gì vậy? Đi đào liên quan gì đến cắn đào. À cho này nè, thích vậy á? Tụi với Tân chưa có cái cánh. Anh Tân có rồi mà. Mất rồi. Đó giờ Tân. Anh Tân có rồi. Ê mọi người, sao tự nhiên có cái block đã đen đen đây vậy? Ờ, cái lò lung anh. Cái lò lung sao tự nhiên nó dưới đây nhìn nó ngứa mắt quá vậy? Tại em không có block. Đẹp mà. Đẹp à, đẹp dữ chưa? Đẹp mà. Trời ơi, rất chịu, nó thế là chịu rồi. Có đi nào không? À, xử sao mọi người? Xử cái gì? Ghê kìa. Anh đưa cà phê mạnh dữ. Thôi thì tôi rút lui. Ờ, tôi xin ra tay rút lui thôi luôn á. Ai biết được ai cầm cốt một người ý đào ra, em không cầm. Thế à, nãy anh thấy em cầm luôn á. Anh mình mua cầm cốt, anh mua nào rồi. Uầy, lúc đấy là anh bên này nha, lúc đấy bên này nha, không có đổi thừa lung tung như bà nội. Nà. Anh mình ép bồn lên xong rồi anh đào. What the heck? Tôi còn chưa biết cách ấn F4 để tôi bay ra tôi đặt được bà cố nội ơi. Bà đứng ngậm mà ăn bún đậu mà phun ra mắm tôm nha bà bậy nha bà. Nói đi. Có tin kinh hơn không anh? Ngậm mắm phun người. Ngậm mắm phun được người luôn hả? Phải chữ thì chết. Ôi ôi cậu mấy góc ơi. Thế mà thế chứ không tin được. Ôi. Đá này nhìn nó ngứa mắt trời. Không. Đó. Rồi đảo này luôn nhá. Nè cục này nè. Đã cục đấy đi. Cái gì trời. Ok. Hai cục này nè, ba cục nữa nè. Dưới trái. Ủa Tân có cánh vậy Tân? Có rồi. Vậy hả, vậy đâu đi kiếm nhanh cái đưa trái tim nè. Trao trái tim. Báo không tả nổi các bạn. Ừ, báo này báo thiên báo địa luôn rồi. Chịu chết các bạn. Trời đất ơi. Chứ còn báo. Sao, có chịu đi kiếm cánh không? Không được rồi. Tôi hết block rồi nha. Cho mình tự đi kiếm. Tôi hết. Anh tôi... muốn tối ưu nhân lực thôi. Cái gì vậy? Hút hút gì vậy? Hút cái gì? Ai hút chết trời ơi mọi người ơi, lấp lại cái kia đi trời. Ai đào kìa? Còn ai nữa? Hỏi câu gì vô chi vậy trời? À. Anh Tân troll anh á. Cái cúp này sao cầm tay ra sao cái đào được? Anh Tân đổi rồi. À. Anh Tân vừa nhấn đổi em thấy rồi. Ơ. Ui, sao dưới đây còn sâu cát nữa? Đi nhặt đá đi. Ui. Nhặt mấy cục đá lên đặt đi. Lẹ lên. Ui, nhưng mà đá này không phải. Rất là một mình. Trời ơi. Đây. Đây là một khi. Sao vậy? Cảnh sát đây. Cảnh sát đây, chuyên bắt cóc trẻ hư đây mọi người ơi. Ủa. Trời ơi, bắt cóc loli. Bắt cóc trẻ hư. Bắt cóc loli. Không cho em tìm. Mọi người đứng ở danh bóc này đi. Đứng như đây nè. Đứng cái gì vậy? À, đứng như đây nè anh. Đâu? Sao chạy được? Ôi, chỗ này kiểu chỗ... chỗ tra tấn, đúng rồi. Đứng như đây bị cháy á, nhưng mà nó là cháy bên trong chứ không phải cháy bên ngoài nha. Cháy là bên đứng trong nó bị cháy. Nó cháy như này. Bị nội thương á. Gọi là chết ở trong tim á em. Ờ. À. Nó như vậy đó. Ôi. Đây gọi là chỗ buồn tình. Gì trời, con rồng tôi đâu rồi? Buồn không được cháy nè, chán quá. Còn 2.000 giây nữa hả, lâu quái. Đi thôi. Nào đây Rai ơi, đâu Rai còn đồ ăn không? Hôm nay chúng ta sẽ làm hai cái beacon. Why? Một cái chưa xong làm hai cái à? Không anh nữa em ơi, anh nữa anh cũng đói. Lỡ hứa à, phải làm chứ. Ngắn này đi. Ôi, tìm được khả năng ngon đó. Wow. Tại vì... Ôi, lấy đi nhiều đấy. Dạ, lấy con miệng stack rồi mà. Hình như xin bố stack nha. Hình như là có người kêu 50 like làm 2 beacon nào rồi. Cái đủ chưa? Cái gì vậy? Dư rồi. Người đâu 100 like làm 5 cái. Người đâu không biết nha. Ai nói chứ? Không biết. Đi thôi. Đi rồi. Thì kéo xuống rớt xuống lava luôn này.
Nào thể xích em ra không phải con chó đâu. Em là con quỷ mà. Đúng rồi, chó là bạn không phải tôi. Ấy. Ui. Quá. Ôi, qua đây nó không, qua đây nó không rớt xích luôn hả? Không. Uầy. Mà còn mang thiên tiêu. Ôi, ơi, ơi, chết này. Cái này để làm gì mà còn tiên ti hả em? Nhưng mà cái nền đào nhanh hỏng lắm. Thì đó, thì kinh nghiệm nè. Kinh nghiệm đó. Thì kinh nghiệm tôi anh tạo ra để vậy mẹ. À, thấy chưa? Bên mình lên nữa. Bên mình lên. Ui, được hết chứ. Nhưng mà em không có cái nó bên mình đi. Đâu từ từ, đừng viên tháo xích. Ấy, xích đâu rồi? Trả xích đây. Thôi đi chung với nhau luôn đi. Thôi trả xích đây. Ừ, đi chung đi. Đi chung với nhau à? Let's go. Ui dồi ôi. Rớt xuống luôn đi, sợ gì cũng biết nữa. Quên mất, có Fear the Falling mà. Anh ơi, ta sợ. Coi này biết không? Đâu? Hey. Hey. Như trời, ê em ơi. Cái này không, bọn mình không làm được, bọn mình không làm được. Xuống đây, không sao đâu, xuống đây. Bên kia. Tạm lắm, an toàn lắm. Chắc chưa? Chắc, an toàn lắm. Chắc chưa? Chắc, một giờ thằng châu không sao. Đúng rồi. Anh tắm xuống nó nóng, em không tắm đâu. Nè, anh đứng như đây nè. Không sao đâu mà. Chắc chưa, không sao đúng không? Không sao đâu, xuống đi. Ổn mấy. Là không sao dữ chưa? Chưa sao đâu, còn sống mà đúng không? Đứng như này nè, rồi đi. Đứng như nào? Oh. Đấy. Hay đi được trên lava mà. Cái giáp này đi được trên lava à? Được mà. Wow, xin. Giờ mới biết luôn á. Nội tại ẩn á. Con gà. Thế bây giờ đi tận đâu đi? Nhìn xuyên lava đấy. Thật đó hả? Ừ, xuống dưới nhìn xuyên lava. Là bây giờ là sang Quay. Nó giả mặt thiệt hả? Ơ à, không hay quá ha. Nhưng mà nó nhìn được thiệt đúng không? Nhưng sáng không? Nhưng mà cái này nó không có cháy. Nó ý là xuống lava mà không có chết được á. Anh thật nè, em nói thiệt. Giờ anh cứ xuống lava anh cầm trái tim đi. Không bao giờ chết được hứa. Ờ. Vậy nhưng mà nó không mất máu cơ. Nó có mất nhưng nó mất từ từ. Giờ anh cầm trái tim thì sao anh chết được nữa. Anh sợ gì? Xuống dưới đâu, đạo. Từ đây. Không mất máu đâu. Không mất máu. Đấy. 2000 years later. Hôm bữa em mình nhờ lại nè. Ừ. Tân ơi vào đây Tân. Thì em đang ngồi canh ý. Thì bỗng nhiên đang nói chuyện rất bình thường. Em nhìn trên bản đồ có cái gì đấy. Em nhìn ra ngoài cửa. Em thấy có một đống vật lửa. Hả? Liên quan gì? Một đống vật lửa dài hàng dài luôn. Xong rồi em chạy theo nhà vật lửa. Xong chạy hồi em thấy một cái dương su cơ bằng lửa. Em nhặt cái dương su cơ bằng lửa đấy. Vào thẳng vấn đề luôn lại. Đi mày ơi. Gì trời. Không thấy anh chuột đâu nữa. Hả? Gì trời. Gì trời. Ý là mình kiểu bị người ta. Ý như là người ta nắm thoát được em thích bật lửa. Người ta dụ em nữa hả? Gì cũng là chính là như thế. Ê thôi. Tính ra là mình đi giải quyết chuyện hộ Dory luôn á. Dạ báo nữa. Ờ, xong bây giờ. Báo gì báo hoài vậy mà nói. Báo gì báo hoài luôn á. Đâu, cái này là người ta dụ em, người ta chơi xấu. Chơi em dễ xấu. Dụ vậy luôn à. Ờ, em dễ dụ luôn là bất lửa đấy à. Điểm yếu chứ. Điểm yếu gì? Tính ra điểm yếu bà đầy luôn á. Ờ, nhưng mà bà bị nghiện bật lửa luôn á. Có mạnh điểm nào đâu. Rồi, luôn thế thôi, chuột. Thôi, đằng nào thì người ta cũng không có khai. Thì thôi thoát cũng chả sao đâu. Sao biết không khai má? Sẽ không sao. Trời ơi, thì bây giờ người ta không khai đâu. Có khi thấy bài bà có cái pha mít bi không? À. Nghi lắm. Ấu đó bà. Ui gì đấy? Cái gì nữa vậy? Thế bây giờ mọi người tính sao nè? Bây giờ con tin là thoát rồi thì bây giờ sao? Làm gì giờ? Kiếm Dory. Không. Đâu? Dạ Dory hết á. Bây giờ hãy gọi là khai trừ Dory ra khỏi làng. Thích làm gì làm, từ gọi là bên đấy tự giải quyết. Còn mình không tham gia. Đúng không anh không? Hợp lý. Vote. Nhưng ui, bên đó chưa khai mà. Cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Lâu lâu có mấy cái đống phần dài đó xuống vậy. Ờ, tự nhiên còn mấy bãi cứt trâu bay đâu trên trời rơi xuống. À,
đá tay đẹp gì cơ bản châu. Nhưng mà đẹp. Từng không có ý bậy nè. Đẹp không? Là đẹp dữ chưa? Tên giống mấy bà Hàn Quốc á, mấy bà bên Hàn Quốc xong rồi có hai cái tóc tóc ấy, búi búi. Ờ, giống kiểu mấy bà cô bên phim Hàn Quốc. À. Tân bắn vài câu tiếng Hàn Quốc xem có giống Tân. Đi Hàn Quốc đâu? Mì chật xa. Chocolate. À. Mì chocolate như vậy. Thì ba cà nữa rồi. Là Hàn Quốc rồi, Hàn Sẻng rồi. Hay quá, hình như lâu không vào đây có cái món vũ khí gì hay hay cậu bánh ốc. Không. Thôi, thôi chuyện kia. Có thì có mà nó phải điên. Xem như nào thôi chứ. Ủa. Có thì nhiều lắm. Đây để em cho anh coi nhưng mà nó phải điên phải khủng. Đâu cái gì. Có mắc gì cái dìu nhai để đây không có in chan mấy tập rồi vậy. Anh đâu rồi? Anh ra đây rồi. Anh ra đây. Gì vậy? Dạ, cái gì ấy? Thấy nó phải giật không? À cái này có sâu không? Đây, cái này nữa. Cái này đẹp không? Lại stick mới nè, stick mới. Giống như kiểu bà bối thần kỳ của Doraemon ấy. Toàn mấy có cái món. Wow. Ủa cái gì vậy? À cái này kiểu cái này kéo đến gần nè. Cái gì đấy? Cái gì bạn đấy? Cho một cái bạc hà gì nữa vậy? Wow, à, bay lên. Đây nè. Ủa Tân, cho tôi cái cánh bạn. Cánh nè. Cánh hoàng đầu rồi ta. Cánh tiên nè. 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 Ờ, xin một cái thôi. Lưỡi rồi, mà sâu, okay. sâu cát đó. Đó, ok. Ok. Nè, lại stick mới nè, trả tôi cái đó đi. Tắc kì. Ủa, sao cho Dory luôn rồi? Cho tao test thôi. Ha. Lại stick nào? Trẻ con hiểu động mà. Nè, lại stick mới nè. Cái... Thấy không? Cái gậy tiền ấy hả? Không, cái anh ta cầm nè. Cái này cái gì vậy? Đâu cho xem với cậu gốc. Thế nhờ bảo bối thần kỳ. Ủa, cái này làm gì vậy? Giật lắm. Làm gì đây? Ui. Cái này ở tiếng Anh thôi, không hiểu gì đâu. Ủa làm gì vậy? Cái này nữa nè. Coi nè, đứng yên ơi. Ừ, rồi. Làm gì làm đi. Ui ôi. Đó, cái phế cũng phải giật. Cái này cũng phải giật nốt. Sao món gì cũng phế vậy? Bà bố thân kia đâu phế hết chưa? Toàn mày đâu linh tinh. Đánh sao rơi ra gì đấy? Vậy trả cái đó. Ui, đánh tân ML rất ai lông gì đấy? À. Đấy thôi. Nãy em bắn ra. Trời. Đẹp cái đó phá khiên á. Cái đó dùng để phá khiên á. À đúng rồi, cái đó phá khiên. Cái đó đánh nhiều kiểu luôn. Cái quạt này hả? Phá khiên á. À thử, đây anh đưa em đi. Nè anh thử tính ra nhé, cái đó ai dùng cái giáp từ con skill bên Talavares á là nó sẽ mạnh hơn. Anh che khiên liên tục luôn. Rồi. Uầy, mất khiên luôn xịn của ta. Chúc mất nè, Tân giữ cái này đi. Ủa ai có cái món khiên bên Talavares không? Không. Không. Chán vậy. Không được kiểu nữa. Chết thử. Ra đi bà nội. Hơi thở của rồng. Trời ơi Dory ơi. Không chả. Em có mở được đâu. Bây giờ có chuyện. Bây giờ nha, có bí ngô chiến thuật này rất là hay. Mọi người ơi, có chiến thuật này rất là hay này. Gì đó? Gì à? Chuyện gì anh em cứ đúng không? Có mở được đâu mà không biết lấy chi á. Ủa? Gì vậy trời? Em lần đổi. Ủa? Vẫn mắc ở trên kia hả? Em ở bên dưới. Dưới? Ok, sao lại ở dưới ra đang định gọi là cho theo kiểu là anh bay lên trời cao xong cho em bập xuống đất như lúc nãy vanh mà xe á. Không. Rồi. Em có chết không nhá? Cức. Đó. Xin chưa, nổ tầm luôn mà. Ấy, trả xích cho anh, trả xích cho anh. Alo. Ôi à. Mà em crash game luôn anh. Hả? Anh thấy em vẫn ở đây mà grab đâu, trả xích cho anh. Nó vừa bị á. Ồ, trả xích cho người ta đi. Người ta thì test cho xem thôi. Nó là đứa con cún. Thôi xuống dưới nhà thôi. Đây, cái tưởng đồ Legendary mạnh lắm. Và đây, cái cánh gì? Legendary đây. Đâu? Super phải giật. Cái cánh làm gì bay thôi hả? Đúng vậy. Nó không khác gì mấy cái Elytra bình thường đó. Thì ta là mình ép vào trong kia luôn nữa, ép vào trong giáp luôn nữa. Cái này cái khác, cái này cái khác. Ý là cái này nó có em thấy nó lạ em chế thử. Nhưng mà nó thực ra là nó không cần thiết lắm mấy cậu bạn gốc. Gì chạy? Xì da. Quyền tay, quyền tay. Ủa sao em dưới đây vậy? Em nghịch á. Bé lên. Hết tô tầm mọi người ơi, mọi người còn tô tầm ai đây vẫn còn cái. Ê, làm.
Ôi, tô tầm rồi đi farm ở đâu ta? Hết tô tầm luôn rồi. Tự đi thổi kèn mà kiếm chứ cần. À. Nhiều kèn lắm nè, thích đi kiếm không? Bên mấy farm emerald có không ta? Nhiều vanh MC có mấy farm tô tầm không mọi người? Có hả? Qua dùng ké đi. Có 2 emerald à? Rồi luôn, Dory MC cút luôn rồi. Ảo thật đấy. Qua thử coi mấy farm emerald đi Tân. Không có lưu điểm ở đó. Không lưu cộng 1. Thôi. Ôi, làm tôi quá giáp Enchanted Netherite Apple này nhìn hấp dẫn ấy chứ. Đâu, cái gì giáp gì cơ? Không, chế táo Netherite chứ. Táo dạng Enchant mà phiên bản Netherite á. Ơ, sao mọi người anh mặc gọi là bộ giáp kiểu... Ý ba. Ôi, cho tôi cái điểm phát nha. Gì đấy? À. Gì bà nội? Là sao? Sao nữa? Không có gì. Ơ. À. Qua bên đây xong rồi không có gì như nào? Không có gì đâu. Anh em! Nhầm nhà. Làm gì mà nhầm nhà? Đây nhầm là cái căn cứ bí mật mà hả? Thầy qua đây. Sao bên đây được? Tới mặt ta. Ok. Ok. Ủa mà sao bên đây vậy? Sao bên đây được? Ông Tân. Bay qua đây thấy nè. Ờ. Nhưng mà thì đập cái này đập lại đi má. Đúng rồi. Ủa gì hả? Quên chưa? Đập lại đi. Thề đó chứ. Thề căn cứ bí mật dữ chưa? Là bí dữ chưa? Lưu liệm lại đi. Cái gì vậy? Hay thì cái chứ. Đấy chứ. Căn cứ bí mật. Tuyên rồi. Mang thích. À, Tuyên nhiên có khi nào đi thám thính không mọi người? Vậy là trong lúc mình không on là thanh niên nó đi thám thính à? Ờ, khả năng. Vậy mà Tân còn biết thanh niên nó qua, Tân còn không đập là sao Tân? Ờ, không hiểu. Quên. Bên kia trả Tân nhiêu tiền, Tân nói luôn Tân ơi. Bên kia trả bao nhiêu? Có trẻ ở đâu? Có trẻ ở đâu bắt thì cho người ta qua đây. Có trẻ ở đâu? Trời ơi, em lát quá. Rồi luôn. Kệ em. Tại anh bị ngu, nãy anh dẫn lên cái chỗ đầy mèo kia rồi nó lát lắm luôn. Ờ, liên quan gì bà nội thì là lúc nãy anh dẫn lên đó chứ. Bây giờ anh có làm gì đâu? Nó crash game xong rồi mình lát luôn. Rồi em xấu đó. Rồi em xấu xa. À, Dory biết chỗ mấy fan của Vương, Emerald của anh đâu? Em biết. Qua đó fan cho anh đi chút tô tầm đi. Qua lấy tô tầm đi em. Ôi trời ơi. Cả nhà mình thiếu tô tầm em ơi. Đâu cho lắc tính điên là luôn. Em mới giết con rồng lửa luôn á. Ý là mấy con rồng này nè, bây giờ làm mọi người bắt rồi mà mình làm kiểu một bộ sưu tập luôn ấy, nhìn nó xịn sò. À. Như một cái lồng kính ấy. Chờ còn mấy con Night Fury đẻ nè, hai con Simon xong rồi nè. Em giờ chẳng có trở lại, có nên là em lấy hết cả một dương sugar vậy luôn. Wow. Ồ. Lấy bao nhiêu em lấy? Đây ạ. Đây ạ, eo ơi này ngoan quá ta. Phải Dory không vậy? Rồi, ok, thánh cục. Thánh kiều rất nhiều. Chính cây. Trời ơi trời. Không biết này phải Dory, nay làm Dory thì gọi là dễ tính thảo ăn như thế này. Này cửa nào quá được. Tại nhiên sai gì làm luôn đó thì lại lẹ. Lạ quá ta. Còn điều gì thì giấu mọi người hay sao em? Ê mọi người, sao cái máy farm bên kia hư rồi? Bên nào? Máy farm nào? Máy farm tài nguyên á. Của Dory nè em. Máy farm xương hay là máy farm XP? Máy farm không, máy farm tài nguyên của Van MC á, cái máy farm sắt của mình á. À. Nó banh rồi. What the hell? Em cũng không hiểu tại sao nó một đồng đô bay bướm. Ôi ơi, con này của ai đấy? Con này của ai đấy? Con nào anh? Con màu trắng trắng cái này. Con đâu? Này của Tân hay ai? Tân biết. Ơi, thử giao phối đi Tân. Đâu có ngồi được đâu. Con nào? Con này của em. Ờ đấy, này. Nhưng mà làm gì? Nó cũng ra con kia thôi mà, nó cũng ra một con nay lai hả mà thử ý thay vì vậy tôi lai với con này vô rồi đâu tôi cần trứng đen cơ hey. Rồi được chưa lai đi hai đứa ra trứng đen nha năn nỉ nay lai trứng nay lai á trứng gì vậy đâu rồi trời ơi trứng đen này trứng đen này từ để xíu em quên trời ơi ui đề nghị là bắt vào đi nha một kinh nghiệm với mọi người rất lắm hà mà mọi người có thể cho con rồng của mình đi Night Fury. Thôi lười lắm em ơi. Có ai cần không? Đây vô đây. Con gì? Chiếc sáng giờ dục 3-4 trứng rồi đó. Trứng của con gì cơ? Night Fury hả? Oh.
Nam Fury bình thường á anh. Thôi không. Thôi không màu đen. Đem đốt. Đốt đi, đốt đi nhiều quá. Đốt chứ làm gì đâu. Ôi đỡ quân Fury. Còn mấy con trong gương nữa nè. Mọi người ơi không phải mình bắt vào được không, lát quá. Ôi, ôi có tụ tập nữa nè. Mỗi tên sẽ hương tức hợi nè mọi người. Lớp. Gì vậy? Lớp. Tiếng ai à? 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 Dạ. Gì đây? Ơ cái gì đây? Nam Mô A Di Đà Phật. À, à, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đi đây? Chùa hả bà nội? Mình đi đây, đi đây, đây, chùa đâu? Đi đây, đi đây. Đứng yên. Kì à, qua nhà người ta đứng yên à, qua nhà người ta đứng yên. Không ê, như nào? Về sư huynh nha, đâu? Mọi người bắt cóc ta. Đấy, tôi sang đây nói chuyện. Tôi từ từ, từ từ, từ từ. Bên này là ông kia đứng đây, bên này đứng bên này, đấy cho dễ nói chuyện. Rồi, bảo kê. Rồi, 3, 2, 1 nói đi. Tại sao? Bỏ mở bắt đầu. Hôm nọ bắt sư huynh ta. Trời bắt. Ê ai bắt? Bằng chứng đâu? Tự nhiên ai bắt? Con heo. Ai bắt? Vu khống hả trời? Vu khống á. Ai bắt? Biết nha. Có cả Dori nha, Dori đâu rồi? Dori đâu? Cucu. Đâu? Đúng là Dori rồi. Cửa Dori đâu vậy? Làm gì có đâu, bây giờ sang nhà người ta. Người cho mượn đại cái xích, cho mượn đại cái xích ở nhà. Trời ơi, nhân chứng bây giờ còn không có ở đây, làm sao nói năng gì nữa đây? Đâu để mèo Dori nè. Mất xích rồi. Vừa thấy trên này này, vừa thấy trên này. Tàng hình đâu đây này? Đâu? Đây. Đâu? Tàng hình đâu đây này? Không thấy. Tàng hình là sao vậy? Ừ, mắc gì mà tàng hình này đi đâu đây? Tàng hình gì vậy? Xuống màu xanh. Tàng hình đâu đây này? Đi nhiều chuyện hả ba? Đâu bên kia thôi, ta đi heo bảo kê mà, biết gì đâu. À, thôi à. Ê, bảo kê luôn đấy. Đừng có mà... Đây, ta đứng đây để ta đang hỗ trợ mà. Rồi, 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 làm gì làm đi nè. Qua đây, đã bảo rồi, gọi đúng đi qua đây. Dori mới bị đuổi rồi. Ờ, Dori mới bị đuổi rồi. Không, bị đuổi á? Thật không? Mới bị đuổi rồi. Bà tôi mà thấy, bà tôi mà ủa mà ta nghe nói là cái chuyện này đang liên quan tới cái cô nương kia mà đúng không? Ờ. Mà giờ là ba gì sư huynh đuổi cô nương đó khỏi làng rồi hả? Thấy báo mà đuổi rồi. Thôi được rồi, Dori ơi, giải quyết. Qua đây, giải quyết. À, nãy bóng người kia là Dori hả? À, tự nhiên vô nhà thấy cái bóng. Ra đi em ơi, lộ diện đi, nói chuyện nè, nói chuyện nè. Bây giờ team mình đông không có sợ em ơi. Cái gì? Team mình đông không có sợ. Qua đây. Đây, vào nhà người ta động tay động chân. Động tay động chân gì ta? Các gì Jun cứ bình thân, ngồi xuống nói chuyện, sit down please. Vua hả trời nội? Có ghế không nè? Ngồi mỗi lòng, mỗi lưng quá. Mỗi lòng luôn đi. Không có, đây, không thì sang qua nhà tao, có nhà ta có ghế đâu. Đi chạy. Hả? Nhà gì vậy? Nhà ta. Rồi luôn. Trời ơi. Nhanh lên. Coi nhà ta. Ngồi đây nói đi. Không. Đây nói không được mà sao đâu. Ngồi đây nói giải quyết nó đây. Chuyện trò gì tầm này? Bên kia có bàn trà hả? Tại sao hôm nọ cô nương dám đánh này nha. Nói gì nói nha. Đánh phát nữa nhá. Đó. Là hình chuột nướng ấy. Nào. Chuột nướng. Đang nói. Đi ra có khác. Đây đang ngồi hai bạn. Địa bàn của em. Lết vậy? Cẩn thận đấy. Nhưng tại sao nó em dám hành hạ? Nói lẹ đi, đi về coi. Này, cứ tiếp tục đi. Mà cái vị này và ba. Thôi, xuống nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng nè. Đây nè, xuống giải quyết vấn đề nè. Rồi. Ê, mấy thanh niên này nha, không phải cho đùa nha. Ta là qua đây là ta tức lắm rồi nha. Thế ai gì đùa? Ai đùa gì? Ai đùa gì luôn? Ê, bảo kê. Ta nghĩ là cuộc đấu mõm này không thành công rồi. Chúng ta phải lấy vũ khí ra tận nhau. Cứ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải giải thích rõ ràng với nhau. Hai bên là có cái chuyện gì xích mích thì nói thẳng với nhau rồi, đi. Rồi, bọn tôi là theo như cái thông tin của Dori nói là bên này ăn trộm đồ ăn của bên kia ăn trộm đồ ăn của Dori đi từ thiện đúng không? Thì bọn tôi qua giải quyết vấn đề. Xong. Đang giải quyết cái vấn đề từ cứ nghe kể thôi. Thì đó. Đồ ăn đi từ thiện sao? Cái này thì bọn tôi không có biết, mà chúng tôi nghe Dori kể như vậy. Xong sau đó là có bên nào đó đã qua gọi là chém Dori mất đâu đấy mấy tô tầm. Mà mâu thuẫn giữa Dori thì chỉ có bên này thôi. Thế là bọn tôi gọi là chỉ hỏi han nho nhỏ thôi chứ có làm gì đâu. Đúng rồi. Hỏi nhân nho nhỏ sao là đi bắt cóc cởi chuồn chuồng sư huynh chuột tôi. Trời ơi, làm sao cởi trần chuồng đâu. Cởi trần chuồng gì thấy ghê vậy. Trời ơi, cởi trần chuồng mà cho sống trong Netherite, block Netherite có phải sung sướng không? Làm nhà tù bằng Netherite, trời ơi nó sướng như thế. Sướng như tiên. Ờ, như tiên. Trong đấy sợ ma thấy bà nội. Trời ơi, đi có người canh ăn uống, có thức ăn, thức uống đầy đủ mà sư huynh bảo là
kia. Làm tôi nói thật nhá, bây giờ có 80 con ma cũng không sợ bằng con Dori này đâu. Đúng rồi. Đúng. Có tay làm chứng. Nhưng mà bây giờ như nào? Thì bây giờ giải quyết như nào đây? Thế bây giờ bây giờ tôi hỏi mấy vị sư nhá. Cái chuyện ta nghĩ là để giải quyết theo một cách êm đềm nhất có thể mà không gây ra chiến tranh thiệt hại giữa hai bên. Ta nghĩ là mỗi bên trao nhau mỗi người một nụ hôn đi. Đi chạy. À. Thôi. Thế đi. Em trước em chơi đâu. Ê. Trời à, ơi, cái nụ hôn này là từ em ơi đang nói chuyện nè, trời ơi. Đây đây đây, hay giờ chị cô nương kia là rất là quá quắc nha. Rồi, thế bây giờ để đấy, hay cho đây. Đấy, hai người. Đấy thì bây giờ để cho chị cô nương này với Su Huynh này chuyển nhau đi. Bữa tao thấy khắc nghiệt nhau lắm mà. Đấy, chuyển đây. Đúng rồi. Vô đây. Ôi tôi chưa bắt đầu mà tôi này bắn lia lịa chết sợ đi chứ. Thử muốn đánh thì gọi là từ từ ra đây hai bên chứng kiến từ từ thôi. Rồi, hai bên đầy đủ nè. Hai bên gia đình hợp mặt đầy đủ đi. Đấy, cho để, coi đó. Bên đàn trai với bên đàn gái đánh nhau nha. Chơi chưa? Vô. Trời ơi, bé ơi, đi ra đi. Đấm đi. Đánh nhau mà. Chơi đi. Trời ơi, cố lên em ơi, cố lên em ơi, hạ người ta đi. Chơi đi. Ôi trời ơi, tôi chém một tí là vỡ tô tầm này rồi. Không phải. Trời ơi. Rồi sao? Em dùng búa, em dùng kiếm. Ừ. Em chấp rồi. Chấp sao đâu? Đang nào cũng thế mà. BO3 đi. Ok, BO3 nha, BO3 đây thì bây giờ nhá. Tớ chưa gì nó nhảy vô chém cái gì vậy? Cái thảo á. Chết sợ. Rồi, ai thắng đây. Cầm cái kiến đâu? Ơ cái kiến đâu? À. Ai nổ? Một đều. Ơ. Chuột nổ mà. Rồi. À đây, mâu thuẫn thì từ đây mà ra. Thế thôi thì coi như là cái trận chiến này sẽ quyết định gọi là. Rồi uống thuốc nữa vậy. Dữ dạ. À đâu đi. Mời em. Ok. Em. Dạ rồi luôn. Đáp phẩm này nè. Đâu rồi, đáp đi. Có cái gì ăn hết đi. Dứt phẩm này vô nữa. Anh niên kia ao rồi. Đây rồi, vào lại. Rồi. Trời ơi, mày đánh lại được không? Ok. Đó đánh lại đó. Trời ơi. Cắn mạnh lên, cắn mạnh lên. Chết rồi. Đánh tới chết luôn. Giờ là đánh tới chết luôn này. Giống chúng em ơi, em nhảy lên em ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cứ đánh vậy. Cứ nhảy hoài à, đau hết cả mắt. Đánh đi. Rồi chém liên tục đi. Chóng mặt quá. Rồi mâu thuẫn bên này giải quyết đi nào. Trời ơi. Rồi. Chết luôn. Rồi. Em ơi là em. Gì tím nè. Trời ơi. Sương chuột ơi. Thằng chủ ơi là thằng chủ. Thôi. Đánh như cái quần vậy. Trời ơi. Rồi. Đánh vậy mà kêu ta. Bây giờ ngồi đánh người ta. Chết giả lại không? Tôi này phải lấy lại danh dự cho Swing tôi rồi. Cái gì chạy? Đây, đừng ai động vào cái xác của tôi. Trời ai lấy đâu Swing ơi. Ê à, chị cô nương kia đòi solo luôn kìa. Trời ơi, đâu đi ấy, sao tôi vay hết vậy? Trời ơi. Vào đi, không lẽ hai gì Swing đánh không lại một cô gái sao? Rồi trận đầu solo với chuột là Dori thắng rồi nhá. Rồi, thua luôn kìa. Đánh tới chết mà. Đánh tới chết hả? Được. Đánh tới chết. Dori đang không, Dori đang ăn cái kia rất là mạnh để đệ. Cắn tao à, từ từ bên này cắn bên kia phải cắn chứ. Bên cắn rồi. Dori. Trời ơi cắn tao vậy thì tiếp tục đi. Rồi, vô. Ba nhau lia lịa đi. Bây giờ mâu thuẫn từ đây ra thì giải quyết mâu thuẫn luôn nè. Nhảy ra bà nội, cầm kiếm lên bà nội. Mắc cái gì vậy? Mắc gì cầm kiếm đấy? Chắc hả? Từ, trọng tài dừng lại, khoan. Đôi bên à, bên này hơi lỗi kỹ thuật tí rồi. Thề như để nghiêm túc nha. Đánh cầm cái kiếm vô thề. Đề nghị bên kia. Đề nghị là ai không liên quan là đi ra ngoài xíu nha. Đề nghị nhảy vô rồi hứa. Các gì à, cảnh sát tân không cho Dori ăn súp kia nha. Súp kia được gì đâu. Súp kia được gì đâu. Rồi từ, con hiếu chiến thế nhỉ. Em đứng sang bên á, khi nào 3-1 đang vô. What the fuck, ai shoot con rùa bay dữ vậy? Được chưa, bên này chuẩn bị xong chưa? Vậy nè. Mình chuẩn bị xong chưa? Rồi, bên này chuẩn bị xong chưa? Cái anh nào? Rồi, đứng xa. Go. Rồi, ok, bên này xong chưa? Rồi, 3-1, bắt đầu. Gì ba? Tap mạnh lên. Vâng, sau đây là một trận chiến hết sức căng thẳng giữa gọi là cố lên chết mày ơi la vào đánh luôn chết luôn đánh thế nhau thì chết luôn đúng rồi. Trời ơi khiên đâu trời đất ơi em không có khiên chấp mà
Rồi cứ vào đi, chấp hả? Rồi chém cho lia lịa đi. Chấp luôn hả? Không khiêng luôn. Tao dừng lại rồi. Vô đây. Đánh đi. Không dùng khiêng luôn bảo. Vào đi, chết thì thôi mà. Không khiêng luôn này. Rồi, được. Cái gì đâu đi FIFA gì? Rồi. Xong. Rồi hay quá. Mắc lỗi của mình. Vào đây ta xin coi. Không có gì đâu này. Chả thôi đâu cho anh như là tại vì đây là Tân cho ăn cái súp kia là hơi mạnh để ăn quả táo này. Trời. Chứ nó có mạnh gì đâu trời. Rồi. Thôi. Về sức mạnh 3 trời ơi. Thì trời đi lại quá, được thêm cái búa nữa, lời ghê. Vậy chạy. Ăn cái gì? Cướp đi chạy. Khứa trả đồ đi chạy. Trả ơi trời ơi. Trả đồ dân chủ tôi trời ơi. Đúng rồi. Ủa này của ai ta đâu biết đâu. Lấy trong xác người ta rồi. Ơi. Ủa sinh ra dữ vậy. Trong xác làm gì có gì đâu mà lấy. Mất cái gố rồi đó. Xong rồi. Mọi người ơi. Trả cái búa đi chạy. Bây giờ mâu thuẫn đánh nhau mãi này cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mọi người rồi. Đấy, như heo đề nghị ta nói rồi. Mỗi người một bên trao nhau một cái nụ hôn đi. Rồi. Bấm đô đi kìa. Tăng hình để xử. Ai chém ta đây? Trời ơi. Đang đàm phán bình thường hay quá nhờ, ngồi xuống đây nói chuyện nè. Các bạn không? Ai chém? Ai là người muốn chém tôi? Rồi. Ngồi xuống nói chuyện nè. Đâu. Tướng này nằm được tướng hay vậy? Rồi nói đi xem nào. Nói đi. Mời nói. Ơ, cứ nhường nhau nói thế nhỉ? Nói đi. Nói đi. Nhưng mà là... thôi, nói chung là cũng tình thương. Nói chung là chúng ta có sức mít. Chúng ta là anh em một nhà. Đúng rồi. Bốn bể đều là anh em. Bốn bể là nhà. Bên tôi là năm tay nồi lại biến xa. Rồi bên đây là nói cá sơn hà. Do có con báo này cũng hơi bị kia quá, nói chuyện hơi bị. Bên nào? Đuổi rồi mà. Đuổi á? Trời ơi, đuổi rồi. Sau đuổi hả? Đuổi thì giờ đâu có liên quan gì tới bên ra này đúng không? Đúng rồi. Cứ tiếp tục đi. Cứ tiếp tục đi. Ý là đánh vậy thôi, ba anh em ta thôi. Thôi trời ơi, trồn thế đủ rồi. Thì đó, thì bên này cũng là hơi báo, nói chuyện hơi hỗn thì là xin lỗi mọi người. Còn cái vấn đề là không biết là bên này có thuê sát thủ sang đấm Dori không nhỉ? Chứ bây giờ làm gì làm có ai làm sát thủ đâu? Ha. Thôi, cái đấy là cũng là vấn đề riêng của bọn tôi cũng xin lỗi mọi người đã thuê sát thủ ẩn danh đã sang cảnh cáo Dori. Chém luôn. Thôi, cho em bỏ hỗn trước nhá. Ai mà ép dữ vậy không biết. Còn sát thủ thì không tiện nói đây. Thôi được rồi, thế được rồi. Nói chung là cũng xuất phát từ mỏ hỗn ra. Okay. Có người nào khứa xanh nào nghe mùi lắm. Thì thôi, bây giờ là cô là đề nghị đừng gọi người ta là cu ly đó nha. Bớt trôn trôn lại nha. Đi chạy. Ta nghĩ sát thủ là Van MC. Đi chạy. Vậy chạy. Van MC xây nhà chưa xong đi thuê. Van MC em anh trai cô kia luôn á. Ai biết đâu. Anh trai khứa này luôn á. Thì được ai biết được, anh em cùng chung một nhà mà lỡ như có xích mích gì mà không nói ra đúng không? Thì giờ là mượn cớ này là quất luôn. Bảy muốn bể rồi là anh em mà. Em nghĩ là tên ML. Ủa? Đấy à? Trời ơi, nói chứ có đụng đao đụng búa hè gì người ta chả đánh em. Rồi vậy đuổi rồi Tân ơi. Bớt nghe chưa? Cái tính vậy đó. Rồi nhau rồi, rồi bây giờ giải mâu thuẫn thôi, đánh nhau giải quyết mâu thuẫn hết được rồi. Anh em mình làm hòa nhé. Đây tôi có một ít rồi hòa. Ai mà có đồ gì VIP thì trao nhau đi. Đây mỗi người một cái. Tôi mà ngồi tôi cũng vừa bị gọi là mất hết rồi. Rồi ai có đồ VIP gì thì nôm ra đi. Ủa cửa này lấy hết đồ người ta rồi có lấy cái gì đâu. Tôi cho mấy người đây rồi nhá. Anh em muốn về là nhà nhá. Anh em bây giờ coi như là không mâu thuẫn gì nữa nhá. Ok. Em muốn bể là nhà nha. Rồi, chứ mâu thuẫn đánh qua như lại nhảy bể là nhà. Thế như nào ấy nhỉ? Tính ra nhá, tính ra là cái hồi trước. Ui ui ui. Trời cái gì bạn nha. Trời ơi, đó. Mâu thuẫn bây giờ xây còn chưa xây được xong cái nhà mọi người ơi. Bây giờ anh em mình tập trung xây nhà này kia chứ đánh nhau làm gì nữa đúng không? Rồi. Thôi. Kiểu gì bò. Hả? Cái gì ấy? Gì đi chạy. Đang giải quyết vấn đề rồi bây giờ đi qua đốt nhà người ta bậy nhau mà. Nè nhà màu hồng nè đốt đi cứ thoải mái đi. Ở đây đây nhà màu đốt lại. Đây nhà đây. Cứ tự nhiên. Bên tông không đốt được. À đốt bên cứ tự nhiên như ở nè. Còn tin đây ông cha luôn nè. Có tin ti á. Hình có nhiều lắm. Đây lại góp công cho tin ti đấy rồi xong rồi lại đi đốt nhà người ta. Xong rồi lại đánh nhau tiếp. Người ta lại đi đấm cho. Đúng.
Ta khổ rồi, thế gọi cái gì trời? Cái gì vậy? Gì vậy? Đây. Vậy? Đấy cái mỏ hổ có bao giờ chừa đâu. Không chừa đâu, trời ơi, Giang Sơn dễ đổ bản tính khó rồi. Trời ơi. Ê, ăn gì vậy? Ơi. Ăn đồng. Bậy nha. Mắc gì bị ngô vậy? Có này nhiều. Trời ơi. Tôi rất bức xúc. Ai đi về xong rồi. Rồi, nhà nào về nhà đấy mọi người xong ơi. Diễm Hòa vi quý nha, Diễm Hòa vi quý nha. Lên lẹ nó khạc. Rồi. Diễm Hòa, Diễm Hòa nha. Ơi, lộn xe ơi. Xanh ơi. Bé xanh lẹ ơi, bé lộn xe ơi. Ai hả, vậy trở về nhà luôn nè. Trời đất ơi. Chở bé ngồi đi bọn. Cái gì đấy? Quay. Đi về đi mọi người, thổi hết nhà rồi. Đi về. Hai cái đồ cu li kia. Trời ơi. Thôi. Xử lý luôn này. Thôi bây giờ lời nói trẻ con coi như là không chấp đi, không chấp đi. Trời ơi. Lời nói trẻ con coi như gió thoảng máy bay đây. Đây. Có coi như là một ít quà tặng anh em. Thôi không cần quà, không cần quà. Đi nhanh. À không lấy, thôi. Lên xe. À không lấy, trả người ta, lấy rồi, trả người ta đi. Ai lấy cái thỏi kia tôi rồi. Mọi người check lại trong cái có mấy cái thỏi kia trả người ta ơ. Có mấy cái thỏi mà làm giáp đấy, là cái thỏi xịn đấy. Ai lấy của tôi rồi? Có á. Mắc gì khứa đâu, đi theo người ta luôn. Ok đi. Bây giờ đằng nào cũng không có Wayspoon ở nhà nữa. Ok. Chào bắt đi luôn. Mình về bằng cái cuốn dịch chuyển. Bá hết cuốn dịch chuyển luôn đấy các bạn ơi. Đang định cho bên kia là ít MRO, mà MRO mình vứt hết ở kia rồi, ở nhà rồi. Thôi, nói chung là giải quyết là vấn đề thấy là ok các bạn ơi. Để những cửa báo toàn đưa chuyện về nhà luôn à. Đuổi là phải. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ về chỗ farm đầu ta. Hay có ta vẫn nhớ nhà về cơ à? Không. Hai cửa kia. Đuổi thì đi. Cái gì? Cái gì cơ? Dỗi rồi. Mời chị dỗi luôn à? Chị dỗi kệ chị. Hai người kia đâu? Hai người bay chưa về, đang bay theo Khang rồi. Đợi hai người này về đi, em có chuyện thông báo. Ok. Có khi chị thông báo người ta không thèm nghe chị thông báo luôn. Bây giờ người ta đuổi rồi nhá. Lượn. Đó, người ta bảo thế đó. Tôi không biết à. Hey. Không nghe chứ gì. Không ấy, bây giờ lên kia đứng hộ anh đi không? Không. Rồi không nghe thì có biết pháp mạnh thôi. Ghê vậy? Biện pháp mạnh cơ à? Hay đó, hay nha. Đây là cho biện pháp mạnh nè. Đâu? Chắc đau. Chả đau, thì người ta bắn thêm vài cái là chả lăn quay ra chết đấy mà đau. Chả đau đấy. Lâu vậy trời, không phải con rùa đâu. Bên kia đi chơi rồi, thôi ngồi đợi đi, không có chuyện gì nói đợi đi em ơi. Chuyện trọng đại của người ta, chuyện cả đời ngóng lần. Đợt trọng đại đâu rồi chỉ có ăn cướp thôi. Đấy về kìa, mọi người ơi. Xong. Bên này có những chuyện cần thông báo. Ủa? Sao về được? Nghe chuyện trọng đại lắm rồi, Họ nghe nè, không. Có đám cưới hả? Gì đấy? Ninh xanh đèn nghe không? Vô đây ngồi. Ngồi hóng rồi nè, qua đây. Chuyện trọng đại cả đời. Rồi, nói đi. Vô vậy á. Luôn. Trời. Ừ. Mọi người đuổi em ra khỏi làng đúng không? Đâu? Đúng rồi đó em. Hả? Tôi không có em làm mà tôi chắc chắn là đúng. Mời. Em không thể ở chỗ nữa đâu. Mời. Thôi đi đây. Bye. Không thể ở cái chỗ này nữa. Bye. Chặn đầu lại trước đi mọi người. Nó cầm TNT kìa mọi người. Nó cầm TNT. Ê. Hụt nha con. Chỗ nào cũng được như thế này nè. Bắn nhỏ. Trời giang biệt cuộc đời. Tiễn luôn á. Chết rồng luôn. Thôi quá. Chỗ tôi vẫn không sao. Trời ơi, người ta bắn nhầm ông cố ơi. Thôi được rồi. Cố lên. Đây, có cái dây xích kìa nè, Xin đừng đánh nhau, xin đừng chửi nhau. Xin đừng đánh nhau. Xuống dưới rồi. Chứ đừng làm gì. Mẹ em tí bành cái máy farm rồi đó. À. Ủa. Nghe tiếng gì vậy? Tiếng gì ta? Có tiếng à? Tôi không nghe tiếng gì ta. Khách này làm gì ta? Ủa, sao lượm luôn cây đó của bả vậy? Cây gì vậy? Đâu? Này của ta mà. À được.
tưởng bên kia, bởi bên kia có một cái thôi, chắc là thôi không lên đâu rồi, dối rồi. Cho thanh niên Khang G nè. Cho gì vậy? Gì đây? Ngọc nãy chôm được túi xác của chuột á. Hả? Đi chôm đồ thì tao cũng đi chôm đồ hả? Không có chôm đâu, tự văng ra, văng vô túi tôi bộ. Cái sạm vậy? Ta có một cái dây gì nè, poison nè. À, dây xích thôi mà. Cái này là tăng đam khi mà ta bị độc, ta bị dính độc thì ta sẽ tăng đam. Còn cái này là tăng tàn hình trong lúc chuột trong khói. Ủa, hả? Trên đầu tôi độc không vậy? Ủa cái gì tiếng độc hoài vậy? Đây là gas. Độc đây, uống đi, húp đi. Cái gì chứ? Nè độc nè. Có bị húp đi gì đâu. Ui giời ơi. Wow. Đây. Ghê đó. Sao nổ cái đùng vậy? Nổ đùng đó. Thôi bắt đầu. Ui vậy. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Ngắm kia tàn hình hay gì vậy? Cái gì vậy? Chắc rồi. Bắt lại mọi người ơi. Đây. Ok tàn hình. Trúng một mũi tên thôi. Xuyên Khang ơi. Hép. Đây thấy nào. Ủa. Ai? Đâu? Thấy rồi, ta thấy rồi. Ôi, gì ba? Chuẩn quá, thấy chuẩn quá. Thấy gì vậy? Làm gì có ai? Có. Không nghe tiếng chân ai đó. Đâu có ai đâu. Ủa thế tưởng tượng á. Ủa thế cái gì nổi á? Đi này xạo nè, đi này diễn nè. Trời. Không có đâu. Đứng lên mất thời gian. Đi đùng. Gì vậy? Có này không? Cái gì trời? Cái gì nổi đấy? Ta cũng không biết nữa. Kìa, quay trở lại kìa. Kìa, dịch chuyển về kìa. Ê, thôi. Rồi. Ngựa hả mày? Đen bẹt cuộc đời. Nó bay đó, bả bay nè. Khó lại. Người lửa bay. Xích cái dây lại. Cái dây đâu rồi? Đây nè. Xinh nè, sau lưng kìa. Ủa? Gì trời? Tân rơi à? Tân nước. Thiền chan à. Hay quá. Đâu rồi? Đâu đây nè. À dạ. Đó. Sau lưng kìa. Kìa. Chờ chồng bật chứ bà già. Ừ. Giờ bắn dính một mũi tên thôi. Ây da, gì cha nội? Ủa, mang trúng gì vậy? Đâu đây, gần đây hả? Có mà, có nghe, có... Ảo thật. Chú này đứng yên coi. Đó, làm gì làm đi. Gì xem xét dữ vậy? Ủa, cơn thịnh lộ của là người sấm. Đây. Rồi. Chả sao được, bị xích rồi. Ta xích rồi. Em ơi. Chạy hả? Chạy đằng trời. Này tàn hình hả? Rồi xong, lên đây. Đi vào luôn rồi. Đây, bắt đầu ở dưới tàn hình này. Đọc. Ở dưới đó. Ta xích rồi. Cũng không, cũng gọi là biết đặt cái waystone ở dưới mà đập rồi. Ok. Hay đó. Đâu rồi? Mất tiêu đâu rồi? Bay. Ủa? Lên đi Duyên. Cột lại sao chết được? Ủa sao mất tiêu được hay vậy? Ừ, không, đang tàng hình mà. À, bay tàng hình luôn hả? Ừ. Ta nói rồi, đừng tàng hình với ta. Ơ, quên, mình có cái kia mà. Nên có phát sáng đi rồi. Không, mình có cây cung bắn tự dính. Ừ, có cái xích cơ. Ôi trời. Phải thử biết. Qua nữa kìa. Về kìa. Đâu rồi? Đây tôi. Ủa. Ủa này ai xích bả vậy? Khang cơ. Ta xích nè. Dorian ơi. Lại dưới chân Khang á. Bây giờ một là Dorian cướp. Còn hai là một. Đây là chuyện. Đi luôn rồi. Bay đâu rồi? Cái này không đi đâu được hết á. Mắc xích rồi. Mọi người F4 xuống nhìn giùm tôi cái, thì như tôi bắn thôi, mũi tên nó quẹo nè. Đâu? Quẹo. Không thấy. Nãy tôi mũi tên nó quẹo rồi. Mọi người. Không có quẹo. Chắc đi rồi, chắc. Mới dịch chuyển lên đây rồi. Vậy hả?
Nhưng mà sao được cái dây của ta được hay ta? Không thoát cái đường, cái dây đấy ở gần đây mới thoát, mới thoát được. Hai lượm cái đường su cơ tôi rồi, tăng mà đâu? Có đâu? Không có ra đến đây. Biết không? Không lấy, không lấy, không lấy, không lấy, không lấy, không có cái nào hết á. Anh nhập đợi heo mới đập cái đường ra mà. Xét lại xem có đồ có không? Không có. Đang bị phụ. Ủa? Ủa này thì chạy tim ai bay bay lên nhở? Cái gì? Chỉ còn canon. Ủa sẽ có tiền tí đây vậy? Hả? Ủa sẽ có tiền tí đây? Chịu chiếc. Bạn có lượm rương sugar tôi không bạn? Sugar gì? Ta có 3 rương trong túi thì ta hết rồi. Đây, có rồi, đâu có đâu. Đó là anh yên nè, mới đập ra mà. Kỹ coi. Không có lượm nha, không có lượm nha. Kia đó. Khả năng. Mới tàn hình đây nè. Đi khả năng, tôi người anh nhất. Không, trời ơi, không lấy. Oan người ta thề luôn, thề không có luôn. Tề mới đập ra đứng đây mà sao mất được. Cô nương kia lấy mà. Đúng rồi, đâu đi lấy đó. Bắn trong vô vọng luôn. Mượn công kia. Ta có y cung đó nè. Đâu? Đế thật. Nhưng mà ta không có mũi tên. À. Rồi để ta lấy mũi tên đã. Ôi, vừa qua kìa. Ây da, chắc ở gần đây nè. Kìa. Ây da. Bắn lộn người rồi. Có mũi tên thường không? Có. Ôi. Rồi, xong mày chạy đi đâu luôn á? Rồi, xong rồi. Bắn khó xét cho. Chạy đi đâu luôn.